Hello anh em, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Trong video chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá Scary Teacher 3D nhá. Xem người mẫu định kết luận. Suy đe thì đã sớm ở đây rồi. Oh, I'm such a natural at this. Maybe I should call Francis over and show him my walk on the staircase. Ok, chúng ta sẽ đi làm thử giám nha. Trước tiên mọi người giúp mình một like và một subscribe nhá. Let's go nào. Oh, thử giám đang đi ra kìa. Oh, vừa đi ra một người ạ. Let's đi ở trên TV này mọi người. Đây chúng ta có một hoa. Wow, một hộp sô-cô-la luôn. Còn một hộp sô-cô-la đây mọi người ạ. Đây là một cái hoa. Có một chai dầu của ta đang đi lên kìa. Mình sẽ đi làm một chiếc bẫy đây nhá. Mình chưa tiền của chiếc bẫy đi ra. Oh my god. Cái hộp đấy đâu á? Chúng ta lấy mất cái hộp của chúng ta rồi. Đây chúng ta sẽ làm một chiếc bẫy đây nha. Đổ hoa ra đây. Ok, và cho dầu ăn đây. Bây giờ thì rời vào đây mọi người nha. Ok, giờ thì rời vào đây nào. Buổi xe của ta sẽ đi kết luôn như thế nào mọi người nhá. Chúng ta sẽ xem đây. Oh, phải xin đang đợi ở dưới. Em tan oh my god. Nó lăn trên xuống. Ok, chúng ta đến phần tiếp theo mọi người nhá. Go on, sweetie. Open up your surprise. Back. Don't worry, my dear. Ông Francis sợ những con rơi mọi người ạ. Cô giáo sẽ lấy những con rơi để dọa ông Francis, nhưng mà những con rơi giả thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách đổi những con rơi giả đó thành những con rơi thật nhá. Ồ, chúng ta đi kìa. Chúng ta sẽ mở chuyển qua cửa khóa này nha. Sách ở trong phòng mọi người ạ. Đây. Oh my god. Sure ok, rồi bà không quan tâm chúng ta đâu. Giờ chúng ta sẽ chơi game của ta nhá. Ê. Thầy giáo không bắt mình chứ. Hey. Oh, thầy giáo chạy qua dẫm bẫy luôn. Stay out of my house, you little brat. Stay out of my house, you little brat. Oh. Tụi bạn ta đuổi cả không kịp. Ok, chúng ta sẽ dùng cái thang này để trèo lên trên mái mọi người nhá. Oh. Đang trên mái nhà này, rồi tôi sẽ đặt chiếc lồng đây nhá. Bây giờ thì trở xuống. Để chiếc thang đặt vào đấy nhá. Để tối rồi. Ok. Bật bếp lên nha. Ồ, chú rơi đã bay lên. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên và lấy những chú rơi bị mắc vào bẫy mọi người nhé. Oh my god. Đưa ra một cái. I will make sure you'll never bother me again. Tặng cho đó một cái sờ beng vào mặt. Ok, chúng ta lại chú rơi đấy nha. Nó sẽ đi xuống dưới nha. Trao đổi những chú rơi để nạp vào. Oh, tụi nó đang chạy ra đây này. Ơi da. Tìm cửa thang nữa nha. Bây giờ rời khỏi đây mọi người nhá. Rồi. I will make sure you'll never bother me again. Ồ, tầm chiều của giáo nữa lại dần dần đấy nhá. Mọi người cùng xem cô giáo sẽ vào visit sẽ như thế nào thì gặp những con rơi thật nhá. Thế con rơi thật nó bay ra khóc phòng. Oh Francis, nào cô giáo. Oh my god. Oh, nhảy lên trên này. Stop it. Oh, ok, và video này của mình sẽ lại đây. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi và mọi người sẽ ủng hộ mình trong những video tiếp theo nhé.